Một mọi người đã đến với kênh của mình nha. Ok, thì tại mình đang phát livestream với cái phần mình đang dùng Facebook để mình phát livestream. Ok, giờ mình đã hiện tại mình đang dùng cái con máy quay của qua mình chụp lại cho các bạn xem á, mình đăng lên cái Facebook luôn. Cái đó gọi là giống như là máy quay chuyên nghiệp luôn các bạn. Ok ha. Ok, tầm 9 giờ là các bạn hãy xem cái video của mình. Mình sẽ đi hành trình của mình nha. Ok, mình sẽ quay bằng con máy của mình và hành trình của mình bắt đầu. Các bạn nhớ like cho mình một và một subscribe, và cũng đăng ký kênh và nhấn chuông phía dưới để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, hiện tại là mình đang đi hiện tại mình đang ở bên Bà Triệu. Mình đang đi bộ qua bên Bà Triệu á, trên Bà Triệu nha các bạn. Hiện tại là mình đang đi mua mì gà để đi ăn. Ok, 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 bây giờ mình sẽ vô muốn mì gà ha. Chị yêu, làm cho em ổn mì gà. Đi quay rồi chị. Hả? Đi quay rồi. Đi quay hả? Dạ. Cho em 2 ổn nha chị. Tí nha. Dạ. Tại vì có mấy khách lần, em sao em cắt tiền cái nó lộn với ta. Nghe con, có 3 ổn nè. Rồi 42, 1, 2, 3. Ok, ngồi đây. Ok, giờ hiện tại là mấy giờ ta? Hiện tại là 8:30. Mới đây 8:30 nhanh ghê á. Hẹn các bạn và video sau nha. 9 giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Và mình sẽ dùng là X3G chút xíu để mình sẽ quay cho các bạn xem. Và đi hành trình từ 9 giờ đến trưa luôn các bạn. Đi từ sáng đến trưa luôn. Ok, tại buổi chiều mình sẽ có ở nhà. Mình sẽ quay lại ha.
sao? Là sao? À. Quên. Trời giật loa. Cái đường bên bên trái là cái đường rẽ vô hồ E Cao các bạn. Đây nha. Rẽ vô hồ E Cao đó. Bữa mình đi quay cho các bạn xem đó. Dưới đây là trường trường Đại học Tây Nguyên nè. Đó. Phải không? Rồi đúng rồi. Đại học Tây Nguyên. Thank you.
em dừng chân bên kia nha. Con biết đi đâu rồi. Cái điều xăng hả? Nhìn xe lạ không ạ? Xe à? Cứu hộ Đắk Lắk à? Lạ hả? Tối hả? Tới luôn à, thấy chưa tới luôn.
chưa? Chị hai đi đâu á? Mày gọi mày hỏi thử xem. Tới rồi kìa, tới kìa. Tới rồi. Đằng xa. Đứng lại. Qua đường nè. Đó, mày chạy qua đi. Đường tới hồi luôn. Hai bên cánh đồng rộng mênh mông má mà thôi nhìn đẹp nữa rộng mênh mông Đường xa à.
cánh đồng rộng mênh mông. Xăng dầu tới rồi. Đây kìa. Cái kia. Vô kia đổ xăng. Thôi đổ xăng. Xuống đổ xăng. Nắng ghê luôn á. Đây rồi nè. Kia là có một chuyến bay đem bay về. Bay xuống à. Đang ở trên xe máy đang gồm chút xíu. Chia loài của hãng Việt Nam Đê La nhớ được. Để em đi, em vừa đi em vừa hỏi những người con nha.
rồi xong chị bỏ đi xe luôn. Đây cũng có cái xăng nữa nè. Ai gọi à? Nắng thật á. Giờ mấy giờ rồi ta? Mười giờ mười tám. Cái vậy mới nghe qua các bạn. Ở nhà dân thử xem. Ở nhà dân mình cái cầu. Ai dạ. Trời trời mẹ em tí hình như xe lọ lại cái đường. Cô quần mát đi. Hả? Cô quần mát cho mẹ. Con mở thì mẹ đâu biết mở, nhưng mà mẹ nhớ cái đường ở ngoài kia để mẹ hỏi bác bảo vệ này cho. Bảo vệ nè. Hỏi tao xem. Anh ơi em cho em hỏi thăm. Chờ chú cho con hỏi thăm tí cái đường mình muốn vô hát hay nuôi mình đi đường nào chú. Đấy. Đây là mình hôm qua là mình chạy thẳng biết luôn hả? Thẳng biết là tới nơi luôn. À, mà đi là đường giữa không à? Dạ dạ. Đây nè bộ đi thẳng luôn. Từ vô hát rồi nụ nha.
tôi vô thác rồi luôn nè. Thôn Văn Hóa, Ủy ban Nhân dân Rọi Sách, thôn Rọi Sách. Đá. Thôi bỏ cái chân lên. Em không? Thì Romana cánh đồng mênh mông. Châu.
Ngoài sau. Đá này đúng không ạ? Là gì em ạ? Ba bốn năm giờ sáng người ta đã đi thu hoạch rồi đấy mà. Thank you.
ta nuôi ong. Chỗ đó ong lấy mật. Thôi tí nữa mình dừng video rồi, tí nữa mình quay lại thôi. Đường nhằn quá sao quay. Ok mình dừng lại đây thôi. Có cái phần đầu quá bạn, giờ mình sẽ lên lại, hỏi rồi, rồi. Trong kia kìa. Ngoài đâu? Có. Vô ra kia đi. Pizza là thắt quay nụ nha bạn. Cái con xuống tắm luôn. Vui là sợ. Cái này do mình vừa quay rồi mình dừng á, là do sao mình quay từng đoạn sao mọi người không xem được á. Nên mình sẽ quay từ từ, rồi tí nữa có gì mình sẽ ghép vô. Mọi người ta vô đây người ta ngồi ăn quá trời luôn. Con gà không? Cái quầy dưới kia kìa. Đó thì lên ăn đi, ngủ thôi đi rồi tí cỡ hai đứa đụng cái mai kia mình đó cho. Chỗ đó làm gì? Ngồi đây đi, ngồi đại chỗ đó đi. Mình cho tao đi nữa một tí mà tao nhức cầu nữa.
cho đêm đêm hết anh thương mùa, để mùa đông đã cuối đôi em ơi xin mạng hẹn bên anh cho anh tiếp tục bên bên. Lên à, mệt quá. Người ta túp leo chống cắm chạy luôn rồi nè. Vô. Không mang chiếu theo. Trời vô đây mình cắm chạy á. Đến chiều về. Rồi quá. Lên cầu thang mệt luôn á. Anh kiếm chỗ ăn rồi, buồn quá. Giờ ăn chưa? Ăn nhè. Ngồi đâu? Ngồi bàn, bàn tròn đi. Xì ra quậy quạt lên xì. Nổ quá. Thở không nổi luôn á. Đâu rồi, cái quạt đó, nó có rồi. Chưa cắm điện. Thôi coi. Điện. Chưa được. Nè. Tí đó là. À, giờ mệt. À, cái dốc ở trên đây nè, cho nước chạy xuống nè, hiểu mà. Đó, cái dốc ở trên kia kìa, nước chạy. Đúng không? Mở ống nổi cái đó luôn. Xin mở bớt khẩu trang ra. Nóng. Thở không nổi luôn á. Đúng không? Mở bớt khẩu trang ra. Chị cho em một con gà nướng với lại sẽ gà mình đợi 45 phút. Ok em. Một gà. Cơm lam của anh không chị? Cơm lam cho em 4 ống đấy. Thôi 3 ống rưỡi. 3 ống. 6 ống. Còn ống đi, chờ nó. Rồi được rồi chị. Có rau. Rau gì? Rau rừng, măng rừng. Rau rừng thôi gì? Rau rừng. Rau rừng gì á? Là cái rau tím 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 đó đúng không? Ừ, cho chuyện gì ở đâu đó là được rồi. Chị ơi, bật cái ngoài ra nhìn em được không? Em bật cái ngoài ra được rồi. Em anh ngồi xuống dưới này đông, tại vì quả đấy bị hư rồi. Không biết nói cho bác cái đấy. Chị ngồi xuống bàn tròn dưới này đi. Bên nào? Tròn. Giờ dùng được hết, chị mát rồi. Cầm cái thực đơn qua đây nha mẹ. Cầm nước theo kia. Anh cho, anh cho. Nóng quá. Uống nước đi không chị? Hay là tí nữa lại ăn?
ăn thì uống ok đúng không? Ăn uống đi. Giờ chỉ có phải chờ ngồi thế nào. Ngồi ở chị đi. Để thoải mái. Ngồi đi má, ngồi đi. Giờ vô đây ngồi ăn nhẹ nhàng thôi, không để hết. Mọi người ngồi góc. Ngồi nguồn góc thoải mái nhất. Mẹ nhé, mẹ. Mẹ, dì Lượng đang xem nè. Có con bẩn. Chị. Quay ra ngoài mặt vàng thì đừng có quay ra ngoài nữa. Em mời. Chẳng lẽ giờ đi nước sống lắm. Cô gọi mẹ gì vậy? Chắc khi nãy gì? Hôm nay chụp hình đó. Khi nãy kêu chụp hình. Chụp hình mà gọi chứ thiệt á. Vô đây có cái quạt mấy rồi nè. Mua iPhone nhiều không? Mượn cái máy mới. Ta mua 99 à? Sao mà 99? À 68. Máy mới mới nhẹ vậy. Quay cái mic quay cho ok. Nóng à? Góc này chụp góc rộng được này. Ở đây có wifi không? Chắc không biết nữa. Mày nghĩ sao mấy cam? 5 cam 4 cam đó. Mày 2 test về cam đúng không? Cam AI. À, khác này nùa. Đi vô. Thấy cái quạt không quạt đi đâu. À nó không quay nè. Không quay được trong. Không quay tới 10 con nữa không biết. Nóng quá. Mình đi với bà Dưỡng. Ngủ còn mang cái áo mình đi thay. Giờ cái nói nha. Thay đi. Cái nói. Cái này là vô váy hay là... Thay đi. Đi thay cho nó phải nóng. Tại tôi đã nghi nghi rồi. Ok. Thôi chút xíu ha. Cái bây giờ mình sẽ ra mình quay chút xíu rồi mình về. Bây giờ mình sẽ bắt đầu về từ huyện về nha bạn. Quay nha, quay rồi mình về được 4 giờ khu này đóng cửa nha. Ây ây ây. Ở trên đây là khu nước để chạy xuống đây nè, đi bên trên đây nè. Chỗ đây là để cho dòng tháng chạy xuống nha các bạn. Cái giữa. Dòng tháng chạy nè. Cái này thì mình đi bước chạy à. Ok hả?